mỗi câu chuyện tình yêu của thế hệ ba mẹ như mở ra cho giới trẻ một khía cạnh không giống nhau về yêu mến ngày xưa. Có những cặp nghèo thật nghèo lấy nhau, nhà tranh mái lá nhưng vẫn hạnh phúc. Có cặp mẹ sinh như hoa khôi, cưới bố như tài tử nhưng lại chẳng thể sống với nhau đến lúc đầu bạc răng long. Cậu gamer thủ Hoàng Lo đã có những bức hình chụp trong đám cưới của ba mẹ 24 năm trước và một câu chuyện tình tuyệt đẹp. Đôi đũa lệch được chắc cánh tình yêu khi bố Hậu Phi mở lời. Ba mẹ Hoàng hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Châu Đốc, An Giang. Ngày xưa, ba cậu là lương y thú y. Cũng vì cơ duyên nghề nghiệp này mà ba gặp gỡ được mẹ. Hoàng kể, nhà ngoại mình ngày xưa nuôi nhiều lợn lắm nên hay ra trạm thú y nhờ lương y vào kiểm tra. Cứ rời khỏi đi vào nhiều nên vô tình ba để ý con gái rượu của chủ nhà. Ngày đó, mẹ xinh lắm và là con cưng trong nhà nên rất chảnh. Ai chọc ghẹo hay tán tỉnh mẹ cũng không nhiệt tình đâu. Ba thích mẹ nhưng không dám nói, chỉ tới lui trong nhà thăm ông bà và bà cố. Ba cũng để ý xem ông bà ngoại và bà cố thích ăn gì cứ đi công tác là mua về luôn, lấy lòng phụ huynh bài bản lắm đó. Một thời gian sau ông ngoại thấy yêu mến ba quá nên hỏi thẳng là ba để ý ai trong nhà. Ba được lời như cởi tấm lòng, nói luôn là có ý với mẹ. Ông bà khi đó cũng hỏi ý mẹ, bất ngờ là mẹ cũng có tình cảm với ba. Vậy là hai bên gia đình gặp gỡ nhau, ông bà ngoại cho phép tìm hiểu, đi lại. Hình ảnh cô dâu chú rể ngày xưa. Cả nhà nội và nhà ngoại của Hoàng đều là những gia đình có kinh quảng tế khá giả trong vùng thời điểm đó. Bởi vậy, tình yêu của đôi trẻ cũng được hai bên ủng hộ nhiệt tình. Hoàng chia sẻ, ông bà nội mình ngày trước là giáo viên, nhà ngoại có lò bánh in nổi tiếng cả thị trấn hồi ấy. Tuy vậy, ba chẳng nhờ vả gì gia đình mà cứ tự lập, gây dựng sự nghiệp riêng thôi đó. Ngày xưa ba gầy nhom nhưng mẹ thì rất xinh, xinh nổi tiếng dùng đó nên mọi người hay đùa và gọi là đôi đũa lệch. Sau một thời gian qua lại, ba mẹ Hoàng cũng làm đám cưới để về thông thường một nhà. Tháng 7 năm 1995, lễ cưới chính thức diễn ra với quy mô hiếm có ở quê lúc ấy. Hoàng chia sẻ thêm về lễ thành hôn của bố mẹ ngày ấy, bây giờ ông ngoại vẫn kể lại cho mình về đám cưới ngày xưa. Đó là niềm hãnh diện của ông bà đấy. Nó được tổ chức hoành tráng nhất nhì ở quê. Nhà ông bà nội cũng rất tự hào vì khi quý ba tự tổ chức đám cưới của mình, chẳng phải nhờ cậy gì cả. Hồi đó, tổ chức tiệc đến hơn 40 bàn, trong khi phần đa chỉ có khoảng mười mấy, hai chục bàn đó. Giấy cưới thì mẹ lên tận Sài Gòn thôi chứ không mượn ở quê đâu. Mẹ mặc đến hơn 10 cái giấy cưới và cả áo dài nữa. Album ảnh chụp đám cưới của ba mẹ cũng đang giữ đến năm cuốn. Chi phí để tổ chức mẹ cũng không nhớ nhưng là con số lớn ngày xưa. Hồi đó, nhà ngoại đi mua đồ rồi thuê thợ nấu cổ toàn cục chứ gia đình chẳng đụng tay vào. Đám cưới mẹ ngoại làm đến 3 con lợn, nhà nội làm 4 con lợn tổ chức. Ông bà ngoại tự hào lắm vì gia cảnh ngày xưa nghèo khó, cố gắng để trở nên no đủ hơn rồi con gái lại có cái đám cưới ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Mẹ Hoàng đã được mặc khá nhiều đồ đẹp trong ngày cưới. Người đàn ông với triết lý, sợ hậu phi thế hệ nên cửa nên nhà. Sau đám cưới hoành tráng, bố mẹ Hoàng đã thành lập một cuộc sống hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, ba cậu luôn có những triết lý sống để nuôi dạy đàn ông thành một người đàn ông trưởng thành đích thực. Hoàng tâm sự, kể cả bạn bè mình cũng hay khen ngợi khi thấy ba mẹ đi đâu cũng có nhau, vui lòng và hạnh phúc. Ngay như trong cuộc sống hàng ngày thôi, giờ đi làm ba đều tranh thủ về sớm để phụ mẹ dọn dẹp và nấu ăn, ngày nào cũng như ngày nào vậy. Ba ít nói, chỉ có làm thôi. Gia đình nào thì cũng có lúc mâu thuẫn, ba mẹ cũng vậy nhưng không bao giờ ba động chân động tay hay tranh cãi gây cáo gì cả. Ba luôn dặn mình, phụ nữ là để yêu yêu mến, nhất là hậu phi mình. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lấy cái cớ không kiềm chế nổi mà đánh hậu phi. Đàn ông đánh hậu phi rồi thì chẳng còn là đàn ông đâu. Ba lần ba mẹ cãi giả hung tàn giỏi nhất thì ba đều đạp tao du lịch coi như dàn bù cho mẹ. Và hình như vì lý do đó nên ba mẹ cực ít khi cãi nhau vì cứ cãi, chiến tranh rét mướt thì thiệt hại sau đó tốn soàn quá đi mất. Họ hay đi du lịch cùng nhau. Nói về chuyện chiều hậu phi thì ba của Hoàng cũng là một điển hình thật sự. Đối với ông, hậu phi là tất cả. Hầu như hôm nào mình cũng nghe ba khen mẹ, vợ anh đẹp quá.
Nhiều lần ba cũng nói với mình, ba giống ông ngoại con, đừng ai bảo ba kinh quản hậu phi mà chỉ là cuộc sống này ba chỉ yêu có một mình hậu phi ba thôi. Ba luôn xem mẹ là số một, là duy nhất. Ba tự công nhận điều đó mà. Ba hay nói câu, sợ hậu phi thế hệ nên cửa nên nhà, nhưng cũng có lẽ một phần do mẹ hoàn hảo đấy chứ. Còn những ngày sinh nhật mẹ, kỷ niệm ngày cưới hay ngày lễ của phụ nữ lúc nào ba cũng tìm mua vàng cho mẹ. 26/10 vừa rồi là sinh nhật mẹ, ba đã tự mua một cặp giày tặng mẹ rồi đi chợ chọn hải sản tươi, tự tay vào bếp nấu rồi đặt bánh sinh nhật cho mẹ nữa, Hoàng tự hào kể. Ba mẹ Hoàng và cuộc sống hạnh phúc bây giờ. Đúng là một cặp hậu phi chồng khiến biết bao nhiêu người ước ao. Trên tất cả, tình cảm họ dành cho nhau thật đẹp biết bao. Hoàng chia sẻ thêm, nhiều khi nhìn ba mẹ mình cũng thấy ghen tị luôn đó. Ba mẹ có một tình yêu đẹp quá, đúng là tấm gương để con cháu phấn đấu. Mấy cậu mấy cô nhà mình cứ trèo ba mẹ là đôi đũa lệch chứ với mình, ba mẹ đúng với câu trai tài gái sắc. Thật là một câu chuyện đẹp nữa về tình yêu, về gia đình. Thế hệ đi trước luôn có những tấm gương khiến người đi sau phải suýt xoa mãi không thôi.